Rồi, xin chào mọi người. Hôm nay là Nam Oil Shop là sẽ mang đến cho anh em xem về những cái sản phẩm mới của Rofender. Thì trước mặt mọi người đang là 4 cặp vuột Rofender của Thái Lan dành riêng cho cái dòng xe là Yamaha BZ1. Thì cái chiếc xe mới ra đó, mà chiếc xe nó tựa giống như chiếc cào cào đó, nhưng mà đang hot trong hai gần đây. Thì đây là cái phẩm mới về, thì năm mới vừa có hồi tối hôm qua thì mới vừa cập bến, thì hôm nay là năm có rồi và năm đập hộp ra cho anh em xem luôn. Thì nó sẽ có là hai dòng, là dòng Rofender mẫu Black Series. Thì mẫu Black Series thì nó sẽ là phiên bản không bình dầu và nó có tăng chỉnh ở chân phuộc ha. Đó, không bình dầu có tăng chỉnh ở chân phuộc. Thì cái dòng phuộc này là sẽ gắn hoàn toàn như zin cho chiếc BZ1. Thì cái chiều cao của con của cặp này á là nó sẽ bằng zin nha mọi người, nó là 355 mm ha. Và nó sẽ có hai màu là màu đen với lại màu đỏ. Thì bây giờ Nam sẽ cho anh em xem về trước cái cặp màu đỏ đi. Thì cái giá của cái cặp này á, thì giá đề xuất của công ty á, nó là 4,7 triệu một cặp nha mọi người, 4,7 triệu nha. Đó, thì giá là giá để đề xuất của công ty. Còn như anh em ghé bên cửa hàng của Nam á, thì mức giá nó sẽ dễ hơn một xíu. Thì đây là cái cặp màu đỏ nè, anh em sẽ gắn hoàn toàn như zin nha. Chiều cao của nó từ cái tâm lỗ này xuống tâm lỗ này là 355 mm ha. Đó, lò xo nè bự hơn zin, lò xo này bự hơn zin, ti này là ti 12 ly ha, bự hơn ti zin luôn đó. Và cái cặp phuộc này cầm trên tay nó rất là nặng và rất là đầm. Thì khi mà gắn cái cặp phuộc này lên xe thì cái cảm giác đầu tiên là chúng ta sẽ có được một cái sản phẩm gọi là nó sẽ đẹp hơn zin, cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là cái cách thức lắp hàng ngày zin, tiếp đến là chúng ta sẽ có được là cái thông số nè, lò xo nè, ti phuộc nè, thì nó sẽ bự hơn, nó giúp cho chúng ta tải sẽ được tốt hơn. Và ngoài ra thì nó sẽ có thêm cái mức độ tăng chỉnh cái giảm nén lò xo bằng cái cách hình thức là chúng ta sẽ chỉnh dùng cái văng cái răng này nè. Đây, những cái răng này thì chúng ta có thể xả bớt cái lò xo ra để chúng ta có thể tăng cái độ nén lò xo cho nặng hơn, hoặc là chúng ta xả bớt cho nó đi lò xo nó dài ra thì nó sẽ nhẹ hơn ha. Bên cạnh đó là nó sẽ có luôn là cái phần núm tăng chỉnh rất là quen thuộc của dòng Rofender với 16 nấc. Đây, 16 nấc. Thì từ mức 1 là sẽ là mức thấp nhất của cái rebound, là độ hồi nhanh chậm của ti này. Thì mức 1 này có nghĩa là nó sẽ hồi rất là nhanh ha. Không phải là rất nhanh mà là hồi nhanh thôi. Rồi, cái số 16 này là cái độ hồi chậm nè. Đó, chúng ta có thể tinh chỉnh rất là dễ dàng khi mà cái phuộc ta gắn lên xe như thế này. Thì chúng ta có thể gọi là chúng ta cầm cái núm này chúng ta chỉnh, và dựa theo con số này thì chúng ta chỉnh đồng thời một lúc là hai bên cho cái số nó sẽ bằng nhau, thì chúng ta sẽ có được là cái cảm giác nhúng nó theo như ý muốn của mình. Thì giống như là Nam đã nói, giống như cái video tiếp theo trước đây á, là cái dòng phuộc Rofender này á, là nó không phải là làm cho cái xe đua hay gì hết, mà nó chỉ đơn giản là nó dùng cho những anh em nào đang đi với nhu cầu là đi lại hàng ngày. Thì có nghĩa là chúng ta đi phố nè, đi đường hỗn hợp là lâu, là đi xa nè, đi tour nè. Đó, nói chung là nó có thể đáp ứng được những cái nhu cầu gọi là hàng ngày chúng ta, như đi gần, đi xa, hoặc là chở vợ con, chở gia đình, hoặc là chở hàng hóa gì vẫn được ha. Đó, nói chung là rất ok. Thì chế độ của cái phuộc này là sẽ được bảo hành là 3 năm. 3 năm nha mọi người. Đây. Thì bất cứ cặp phuộc của Rofender nào thì nó cũng sẽ có cái phiếu bảo hành và cái điều kiện bảo hành ha. Thì đây, nhìn to zoom đây, thì bất cứ cặp phuộc nào của Rofender nó đều sẽ được bảo hành là 3 năm, thấy không? Đó, 3 năm ha. Thì mặc định nó sẽ là 3 năm. Một năm đầu tiên á, là chúng ta sẽ được là đổi mới nếu trường hợp cả cặp phuộc này nó bị lỗi, và 2 năm tiếp theo sẽ là sửa chữa ha. Thì cái thời gian bảo hành nó rất là dài luôn đối với là sản phẩm phuộc tầm trung. Thì nếu mà tính ra cặp phuộc này 4,7 triệu thì nó phân khúc tầm trung thôi. Tại vì nếu mà hướng tới ô liền thì nó là phải dao động một cái chừng là 10 triệu ha, đối với cặp phuộc ô liền. Còn như Rofender thì giá nó tầm trung thôi, nhưng mà cái chất lượng của nó nhìn anh em nhìn thấy nó rất là sắc sảo. Còn đây là cái cặp màu đen đó, màu đen nè. Đây, chúng ta sẽ nhìn trên cái đỉnh đầu của cái phuộc này ha, làm rất là đẹp luôn. Thì trên đây lỗ này là nó sẽ là lỗ cốt 10 ly,
Và dưới đây thì nó cũng là lỗ cốt 10 ly luôn, bằng với lại cái lỗ ốc zin của chiếc BZ1 ha. Chúng ta chỉ gắn bằng đàn zin thôi, không có bị chế cháo gì hết. Nó rất là đẹp luôn, thoải mái. Màu đỏ, màu đen ha. Đó, đây là một cặp màu đen. Thì nó sẽ có để trái phải, à trái phải thì nó sẽ để bên cái bình dầu. Ok. Thì cái cặp này là dòng lách nha mọi người, lách series. Đó. Đây, đây chúng ta sẽ thấy cái hộp. Đây, quay qua đây nè. Quay qua đây thì chúng ta thấy cái hộp nè. Đó. Đây, dành riêng cho Yamaha BZ1 nha mọi người. Đó, chiều cao là 355 mm, phiên bản màu đen ha. Đó. Một set. Rồi. Ok. Thì giá cái này, giá đề xuất của nó là 4,7 triệu. Thì bên Nam thì giá sẽ dễ hơn hơn xíu. Và tiếp theo thì Nam sẽ có là cặp phuộc. Cặp phuộc Rofinder phiên bản có bình dầu. Để Nam coi lại cái mức giá chính xác của cái cây này coi. Nam nhớ là nó là 4 là 6 triệu mấy đâu, để Nam coi coi. Đúng rồi, cây phuộc không bình dầu giá đề xuất công ty là 4,7 triệu. Và cái cây phuộc có bình dầu một tăng chỉnh này, hay gọi là cái dòng E series, thì nó sẽ là giá đề xuất là 6,750 triệu ha, bảo hành 3 năm. Đó, cây này thì bên Nam giá cũng sẽ gọi là dễ hơn hơn xíu luôn, tương tự vậy thôi. Đó, bây giờ chúng ta sẽ có là trên tay là một cặp màu đỏ. Đây, quay sát cho đây, nhìn thấy một cặp màu đỏ luôn nè. Đó, một cặp màu đỏ luôn ha. Đây, phiên bản bình dầu. Thì nếu mà gắn lên xe thì chúng ta sẽ nhìn ở phía sau, nhìn tới thì nó cũng sẽ nằm như thế này. Bình dầu nó sẽ hướng về phía sau ha. Đó. Thì cái này nó cũng sẽ tương tự thôi, tương tự giống như cái này thôi. Nếu mà che phần bình dầu thì nó cũng giống y chang giống như cái này. Đó. Nhưng mà nó sẽ khác một cái là bình dầu nó sẽ nằm đây. Đó. Nó có nguyên một cái phần CNC này đi xuống để mà chúng ta có thể tiếp nối với cái bình dầu này. Thì bên đây là bình dầu thiệt nha mọi người. Bình dầu này đây. Rofender ha. Đó. Tất cả những cái phuộc này đều là chính hãng hết và nó được bảo hành. Nam chỉ cho anh em xem về cái kích thước bảo hành. Đây, tất cả dưới phuộc Rofender ở dưới đây thì nó sẽ có dưới cái phần phuộc này nè. Thì nó sẽ có cái mã số, thấy mã số này không? Mã số trong đây nè, thấy không? Đó, mã số đây mọi người thấy không? 12DQ202 thì đây là cái mã số riêng của cái cặp phuộc ha. Thì mỗi cặp phuộc nó sẽ có một cái mã số riêng, thì dựa theo cái mã số đó thì chúng ta sẽ được bảo hành ha. Đó, kích hoạt bảo hành. Thì đây là cái phuộc E. Đây, nhìn thoáng thoáng vô cái lò xo này chúng ta thấy được là cái chữ E nè. Đó, phiên bản E series ha. Thì tương tự, cái này nó khác với cái kia là gì? Thứ nhất là nó sẽ có cái bình dầu. Thì cái bình dầu á, là nó sẽ giúp cho chúng ta có thể là lưu thông lượng dầu qua lại, giúp cho cái phuộc đang nhúng nó sẽ êm hơn so với phiên bản không bình dầu. Thì ở đây là phiên bản không bình dầu nó đã êm lắm rồi nha. Còn đây là chúng ta có thể nghĩ tới là một cái gọi là nó tốt hơn nữa ha. Cái này đã tốt thì cái này tốt hơn nữa, nó sẽ tùy theo cái túi tiền của mọi người. Nó chênh lệch với nhau khoảng chừng là 2 triệu đồng. Đó, cho nên là bắt buộc phải có sự khác biệt. Và nhìn nó sẽ cũng sẽ hầm hố hơn, thì cái đó nói chung là sẽ tùy theo là cái túi tiền của mọi người và tùy theo cái sở thích của mọi người nữa. Tại vì người thì chúng ta thích cái đơn giản không bình dầu, người chúng ta thích bình dầu ha, cho nên là ở đây là công ty Rofinder là cho chúng ta được cái sự lựa chọn để mà theo đúng cái sở thích của chúng ta và lựa chọn đúng theo nhu cầu ha. Đó. Rồi. Cái này nó cũng sẽ được bảo hành là 3 năm, năm đầu là sẽ đổi mới và 2 năm tiếp theo là sửa chữa. Nó cũng sẽ có cái nần núm tăng chỉnh đây là 16 nấc. Đây. Nấc 16 và mức 1 ha, thấp nhất là mức 1 và cao nhất là 16 ha. Nó cũng sẽ có cái chỗ mà giảm nén lò xo tương tự luôn, mà nó khác là chỗ bình dầu. Thì cái bình dầu của dòng Rofinder là nó sẽ có những cái thanh này giúp cái chức năng là sẽ tản nhiệt bình dầu ha. Và thứ hai nữa, nhìn cái bình dầu mình nó sẽ gọi là nó thể thao hơn và nó hầm hố hơn. Quay xét cái đây. Đó, nhìn xét cái đây. Đó. Ta thấy được những cái đường nét bình dầu ha, nhìn nó rất là sắc sảo luôn. Đó. Và những cái đường nét vân 3D nó chạy dọc theo những cái đường cánh này, nhìn rất là đẹp ha. Và những cái chi tiết ở đây. Chi tiết chén nè. Chén CNC nè. Nhìn nó rất đẹp, quay sát vô luôn đi. Đó, đây thấy được là cái độ nét nó rất là cao. Rồi. Dòng chữ Rofinder ha. Đó. Lò xo bự ti 12 ly luôn, chén dưới nè. Chân phuộc, đó, nhìn rất là đẹp và ngầu. Thì đây là cặp màu đỏ. Đó. Còn đây là cặp màu đen ha. Đó, màu đen.
chiều cao là 355 mm, thì cái này anh em gắn hoàn toàn như zin, chiều cao bằng zin luôn đó. Rồi màu đen ha, đó phiên bản E đây tương tự một cặp đó, nhìn rất là đẹp luôn. Thì thời gian tới khi mà có một chiếc xe đó qua gắn thì Nam sẽ test cho anh em xem về cái sản phẩm khi mà đã được lên xe ha. Còn hôm nay thì Nam sẽ quay cho mọi người xem về gọi là cái sản phẩm khi mà chúng ta khui hộp ra nó gồm những gì. Thì bên cạnh đó phụ kiện, những cái phụ kiện đi kèm của những dòng phục Defender này, thứ nhất nó sẽ là một cái phí bảo hành, cái thứ hai là một cái tem Defender. Tem Defender nó sẽ có hai miếng, là một miếng là phiên bản màu trắng hết luôn, và miếng thứ hai là phiên bản nó có màu hay tựa như logo. Và cái thứ ba là một cái cây để mà chúng ta tăng chỉnh cái độ nén lò xo ha. Cây tăng chỉnh này nó có hai đầu, một đầu của nó là lục giác, có thể là mở được con ốc, và cái đầu thứ hai là nó sẽ dùng để mà xoay cái chén này ha. 2 trong 1, chức năng là 2 trong 1 luôn, rất là hay. Rồi thì như vậy là đã xong cái phần gọi là đập hộp sản phẩm để mà anh em có thể rồi coi được cái hình dáng của sản phẩm ha. Nếu như anh em cảm thấy ưng hoặc là muốn quan tâm đến sản phẩm này và muốn đặt hàng á, thì cứ liên hệ với Nam qua số điện thoại hotline bên góc dưới màn hình là 0902348441 ha. Thì Nam sẽ cố gắng là cập nhật những sản phẩm mới liên tục cho anh em xem, những sản phẩm gọi chính hãng và đi thật sự tốt cho anh em ha. Và cảm ơn các bạn trong những cái video tiếp theo.